nhớ thật nhiều, khóc thật nhiều, trái tim buồn ngày anh cất bước xa đi. Nhớ một mình, khóc một mình, giữa đêm buồn mong thấy anh sẽ về đây, ôi chỉ là mơ. Anh ơi, vì cớ sao anh lìa xa giấc mơ ngày nào ta đã trao nhau. Anh lạnh lùng lời nói chia tay để mình em cô đơn sâu nhớ. Anh ơi, anh đâu rồi? Trăng kia phố quen đâu bóng hình, biết bao giờ lại trông thấy anh, bước cùng nhau nói lời yêu dẫu chỉ là mơ. Anh ơi, xin một lần gặp lại anh dẫu là ân tình dối gian. Ông đó suốt ngày đi ra vườn bông hoài à, ỷ mình thông cảm á, cứ làm tới à. Ừ, bực mình thiệt luôn á. Cái kiểu này á phải nói lại với ổng thôi, làm việc gì đâu mà kỳ quá. Ê, bỏ lông tụi thương kìa. Ừ, chắc là Thiên Ân khỏe rồi cho nên là mới qua thăm tụi mình đó. Ồ, Thiên Ân, Thiên Ân. Ồ, Thiên Ân dễ thương quá. Ồ, lấy con bông nè. Thiên Ân. Ờ, quà của mọi người đây. Cảm ơn anh Long nghe. Nè, đưa quà ẩm chút xíu coi. Nhớ quá trời quá đất luôn. Trời ơi, dễ thương quá à. Khi bồn cái là quá liền à. Nè, Thiên Ân ơi, sao mà mẹ tệ thương của con á, sáng sớm mặt mày mới xị vậy? Ba bảo lòng của con á, chọc mẹ giận rồi phải không? Ngoan quá à. Hả con? Thiên Ân ngoan nha. Anh không có ăn hiếp em, chỉ muốn đuổi mẹ con em về thôi. Em qua đây ngồi nè. Ngoan, Thiên Phúc vẫn còn sống. Giờ muốn làm lại từ đầu với Tuệ Thương. Tuệ Thương yêu Thiên Phúc sâu đậm, nhưng anh không hiểu vì sao nó cứ tìm cách trốn tránh. Dù gì thì giữa hai người cũng có sự ràng buộc với Thiên Ân. Em hãy tha thứ cho Thiên Phúc đi và về với nhau để sống một đời hạnh phúc. Anh Long nói đúng đó Tuệ Thương. Em cần xác định tình yêu đích thực của mình là ở đâu. Chứ mà đứng yên trong tình trạng này là không phải cách đâu em. Đừng làm khổ nhau nữa Tuệ Thương. Thời gian qua đã quá đủ rồi. À, anh định đưa Tuệ Thương đi thác ren chơi, tụi em cứ đi không? Tất nhiên là đi. Tất rồi. Tất nhiên là đi rồi. À, để em gọi Dũng Anh về à, đi luôn cho vui nha. Đây nè, đây nè, ai kêu tụi đó có tụi đây. Trời, ông Linh thiệt á. Chết nhớ cho số nha. Gì mà này, ông có đi chơi không? Nghĩ sao mà không đi? Hứa Thiên Ân hả? Vậy thì đi vô tắm nước hoa đi cho nội. Rồi, để tôi vô xin nước hoa. Đi vô trước. Ôi, con mới dễ thương Thiên Ân ha. À, ông Dũng Anh thấy ghét. Ồ, Thiên Ân dễ thương. Mình đi em.
Sao? Nhớ vợ con của người ta rồi hả? Cô dùng giọng điệu đó khó nghe lắm. Nhưng mà tôi có nói trật đâu, đúng không? Tuệ Thương chỉ là vợ của anh Bảo Long trên danh nghĩa thôi. Nhưng mà đâu có ai dám chắc là họ không ngủ chung giường với nhau, nhất là trong lúc này. Cô im cái miệng lại đi. Anh đang điên rồi phải không? Chắc là bây giờ con Tuệ Thương đó nó đang mê mẩn ông Bảo Long rồi. Anh chuẩn bị tinh thần đi. Con à, con vô nhà ăn cơm đi con. Dạ, con chưa đói. Bác với mọi người ăn trước đi. Khi nào con đói, con sẽ tự ăn. Ăn uống phải đúng bữa thì mới khỏe được chứ con. Nhất là những người đã bao tử như con vậy nè. Lúc nãy con thấy Ngọc nhà bác xúc phạm gì đến con phải không? Con không chấp nhất cổ đâu bác. Cảm ơn con đã cưu mang mẹ con bác, lại phải chuốc lấy sự bực mình. Bác đừng cách sao. Cô bác ở đây, má con cũng dần dần thay đổi tính khí trước đây. Bác chỉ rủ má con đi chùa thôi, chứ bác có giúp được gì đâu. Chỉ cần má con tịnh tâm thì mọi chuyện trong nhà này sẽ đỡ rối lắm. Bác trụ má con làm nhiều việc thiện nha bác. Ờ, bác biết rồi. Vô nhà ăn cơm đi con. Dạ. Ông ơi, cứ giải quyết chuyện nhà mình đi chứ, cứ ngồi chờ vậy biết tới chừng nào đây. Giải quyết cái gì bây giờ? Thì cái quyền làm chú ruột của ông, cái quyền công lao nuôi dưỡng của ông. Ông phải ra lệnh cho nó bắt con Tuệ Thương đưa cháu nội tôi về đây. Bà đừng làm tôi khó xử. Bảo Long á, nó cũng là giọt máu của dòng họ tôi chứ đâu phải người dân mà đối xử nhẫn tâm với nó như vậy được. Ông sợ khó xử dành cháu của ông hả? Mà ông can tâm để cho thằng con trai của mình đau khổ hết ngày này qua ngày khác sao? Vậy chứ bây giờ á, Tuệ Thương nó không muốn về, tôi biết làm sao bây giờ. Ông ơi, tôi á sẽ bắt thằng Thiên Ân về đây nuôi, không có cho con Tuệ Thương á giữ cháu nội của tôi nữa. Để thử coi lúc đó con Tuệ Thương á còn dám bỏ nhà đi quan nữa hay không. Tôi nói là không được. Cái gì mà cũng không được? Ông á, ông chờ nhìn thằng con của ông á chết dần chết mòn á, ông mới vừa lòng phải không? Thôi được rồi, bà bình tĩnh đi. Để thông thả, tôi điện thoại thử cho Bảo Long coi sao. Trời ơi, làm thì làm liền đi, cứ từ từ hoài là sao? Ông cứ từ hoài vậy á là chết con tôi luôn đó. Chồng với con toàn thứ người dở dở ương ương không à, tức chết được nè. Ừ.
Em thấy nơi này có đẹp không? Cảnh vật rất đẹp, nhưng mà nó buồn y như là tâm trạng của em vậy. Em đừng như vậy. Trong cuộc sống mình phải biết chấp nhận nhiều thứ để mà tiếp tục sống. Anh nhìn những đóa hoa cẩm tú đó đi, nó rất đẹp và mạnh mẽ đúng không? Nhưng rồi cũng có lúc nó lụi tàn. Nó chấp nhận để sẽ đẹp hơn ở một giai đoạn nở hoa khác. Anh nói vậy nghĩa là anh đã có được quyết định sao? Chúng ta hãy vui chơi cho hết ngày hôm nay đi. Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai lại tiếp tục những ngày lụi tàn. Có đúng như vậy không anh Bảo Long? Tôi thương em và Thiên Phúc có duyên nợ với nhau. Hai em phải là một đôi vợ chồng hạnh phúc, tâm đầu ý hợp. Anh mong là em sẽ làm như vậy. Em cũng đã từng mong như vậy. Thật lòng, từ tận trong trái tim em, chưa bao giờ em ngừng yêu Thiên Phúc cả. Nhưng mà anh có biết, anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Tệ hại hơn là anh làm tổn thương luôn cả anh. Hai điều này cộng lại khiến em không thể nào chấp nhận được. Mình qua bên kia chơi với mọi người đi. Chụp hình nó con. Người với chú Dũng Anh đi con. Chụp hình Thiên Ân nha. Dũng Anh chụp hình cho nó đi. Cô Ba Long nè. Chụp đi. Con nè. Có. Cười đi. Rồi chụp hình cho nha. Giỏi nha. Cười đi con. Thiên Ân dễ thương quá. Cười đi. Bà làm gì nhìn tôi dữ vậy? Cả tháng nay làm ăn thua lỗ, nói ông qua nhà con Tuệ Thương giúp đỡ, vậy mà cũng không dám mở miệng nữa. Bà nghĩ sao mà xúi tôi đi qua bên đó nhờ giả con Tuệ Thương? Em Út nó bệnh, đã không lo thì thôi, còn đòi hỏi này nọ nữa. Bà sống gì mà coi được. Vậy á, ham lấy chồng giàu có ăn chi? Có tí mà không có miếng, coi có tất không? Bà, kiểu lý luận ngang như cua của bà, có tu cũng nhịn không nổi nữa. Bộ bà bị đứt sợi dây mắc cỡ rồi hả? Mắc cỡ cái gì? Người mắc cỡ là em có ông á, chứ không phải tôi. Sướng không chịu mà hả, suốt ngày bày ra mấy cái trò điên điên khùng khùng. Này con, con lục đồ đạc của má làm gì vậy con? Hả? Không có gì quý giá hết. Má còn tiền không? Đưa con đi. Tiền của má, má đưa vô chùa làm từ thiện rồi. Trời ơi, trong khi đó con không có một đồng trong người để má xài, má lại đem tiền đem vô từ thiện hết là sao? Đúng là làm chuyện ngược đời. Con à, má nhớ là ông Bằng cũng có cho tiền con hàng tuần mà, sao con xài hết mau vậy? Bao nhiêu đó mà nhầm nhỏ gì? Con cần nhiều tiền hơn nữa.
Con đừng có nói với má là con đã trở lại với cái thứ chết người đó nha. Mệt quá à, má đừng có nói nhảm nữa. Bây giờ má có tiền không, má đưa cho con liền đi, nhanh lên. Ừ, thôi được rồi, được rồi. Má còn nhiêu đây nè. Ừ, nhưng mà con... Nhưng cái gì? Má đừng có giải thích nữa, mệt lắm. Thúy Ngọc à, anh Phúc, hôm nay cô không mỉa mai tôi nữa hả? Ừ, không. Vì hôm nay không thấy anh buồn. Tôi có vui bao giờ đâu. Nhưng mà ít ra tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn trước đây, đúng không? Cảm ơn cô. Anh cho tôi ít tiền xài đi, tôi kẹt quá. Cô ở trong trang trại có mua sắm gì đâu mà cần tiền. Tôi không đi, nhưng mà tôi nhờ người khác đi mua giùm. Thuốc thang này nọ, nhiều thứ khó nói lắm. Mà tôi ngại, không dám xin ba anh. Thôi được rồi, tôi mệt cái giọng điệu này của cô lắm rồi. Nè. Cảm ơn anh. Coi vậy mà cũng tử tế quá chứ. Dạ con nghe chú. Bảo Long à, con đang ở đâu vậy? Dạ con có biết là Tệ Thương Ẩm Thiên Ân đi tìm con không? Mẹ con cô ấy đang ở chỗ con chú à. Bây giờ á, chú yêu cầu đưa về Sài Gòn ngay. Chú không cần nghe con giải thích qua điện thoại. Bằng mọi giá hai đứa phải về đây. Nếu con muốn sống như Tệ Thương á, thì phải sống chính trong căn nhà này mới được. Chú à, chú. Mọi chuyện đã an bài rồi. Tôi đã nói chuyện với thằng Long rồi đó. Tôi nghe hết rồi. Ông nói thằng Long á, đưa mẹ con Tệ Thương về thôi, chứ không biểu nó về đây sống tại nhà làm gì. Tôi coi thằng Long á như là con ruột, nên không để nó lang thang ngoài đường như vậy được. Mà bà cũng vừa phải thôi, đừng có đòi hỏi quá đáng. Dù gì nó cũng là cháu ruột của mình đó. Có thằng Long trong nhà, con Tuệ Thương đâu có chịu sống với thằng Phúc nhà mình. Để như vậy á, khó xử ông biết chưa. Thôi, cứ để tụi nó tự dàn xếp với nhau. Thằng Long á, nó là đứa biết điều, tôi tin là nó sẽ có cách. Ông á, để lâu á, lỡ con Tuệ Thương nó có bầu với Bảo Long thì vĩnh viễn con trai mình á mất vợ biết chưa. Bà nhiều lời quá. Mở miệng ra nói những lời khó nghe không à. Nếu muốn á thì đã có từ lâu rồi, không để cho bà lo đâu. Bà làm ơn á, để cho tôi yên một chút đi, được không? Chú Tư. Chú ở lại tâm sự với tôi một chút có được không? Cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Chú thấy gương mặt của con sao? Có thấy gớm ghí lắm không? Tai nạn mà. Cậu nghĩ làm chi cho nó mệt? Cái bản chất con người mới là quan trọng cậu à. Còn cái hình thức bên ngoài đâu có tồn tại được bao lâu. Chú nói đúng.
Nhưng mà không biết sao, mỗi lần con nhìn vào gương, con thấy tủi thân lắm. Con sợ sau này Thiên Ngân lớn lên, nó sẽ xấu hổ với bạn bè khi có một người cha xấu xí như con. Nè nè nè, cái này là cậu nói tầm bậy đó nha. Thiên Ân mà nó làm như vậy thì nó không đáng là con của cậu. Nếu tôi là Thiên Ân nè, thì tôi sẽ thương cậu nhiều hơn nữa. Vậy mà có ai thương tôi đâu. Cả tôi thương cũng bỏ tôi đi rồi. Cậu Thiên Phúc, cậu phải mạnh mẽ lên. Tôi không biết nhiều về chuyện của cậu, nhưng mà tôi thấy mợ thương cậu nhiều lắm. Nếu mà không thương thì mợ làm sao sốc đến mức như vậy, cậu thấy không? Tất cả là do tôi. Tôi đã làm cho mọi người phải rối lên. Tôi tưởng không kịp tới tiễn hai người rồi chứ. Quà cho hai người nè. Cảm ơn. Cảm ơn đã giúp đỡ cho em. Thiên Ngân ơi, Thiên Ngân à, về Sài Gòn mon chóng lớn nha con. Khi nào có dịp á, chị Tiểu Nhật nè, chị Uyên Vi nè, Dũng Anh dạ nữa. Xuống thăm hai mẹ con nha. Về nhà mình á thì phải vui lên chứ. Sao mà em buồn quá vậy? Tôi thương buồn vì không nỡ xa các bạn. Mọi người nhớ thường xuyên gọi điện thăm tụi Thương đấy nghe. Tưởng gì, yên tâm đi. Gì chứ, ngày nào tụi này cũng thay phiên nhau làm phiền gọi cho mà coi. Chỉ sợ hai người không có thời gian nghe thôi. Giờ cũng trễ rồi, về may mắn nha, lâu đời bất ước. Về tới nhà phải sống cho hạnh phúc đó. Giữ gìn sức khỏe nha em. Mọi người ở lại vui vẻ. Có dịp em sẽ lên thăm. Vô đây đủ tiền cho mày mua hộp sữa uống cho mập đó con quỷ. Mày nghĩ sao vậy? Hả? Tao có nhiêu đó thôi. Giờ tao có làm ăn gì đâu mà có tiền cung phụng cho mày hoài. Ráng kiếm tiền để mà hưởng thụ trước khi về chậu ông bà. Với lại mày cũng muốn trả thù đàn ông lắm mà, phải không? Bây giờ hàng thì hiếm mà tiền thì thiếu. Thôi, vậy ráng nhịn vài bữa đi. Khi nào mà đủ tiền tao mua cho mà xài. Điên hả mày? Không có tiền thì biết. Vậy còn tiền mấy bữa trước tao đưa mày đâu? Đâu hết rồi? Tao xài hết rồi. Giờ mày cũng có chỗ ăn bám rồi. Tiếc rẻ làm gì mấy đồng bạc lẻ với tao hả? Nói. Mày đừng có giỡn với tao nha con quỷ. Mày ở trong nhà thằng Phúc không biết moi tiền chôm của để về hút cho nó sướng, hay là
Mẹ còn yêu nó, cho nên mày ngại. Mày im đi. Từ đây về sau, mày đừng bao giờ hòng nhận một cắt bạc nào của tao nữa. Thằng chó. Để tao coi thử mày nhịn được mấy ngày. Tôi biết nhất định cậu mợ sẽ về mà. Cậu đưa tôi ấm nhóc chút đi. Ôi trời ơi, con gần. Ơi đã. Nè, con biết bà Sen ở nhà nhớ con lắm không? Hả? Hả nhóc? Tôi thương à, em và con qua phòng Phúc ở đi. Anh thật muốn như vậy hả? Anh... Thôi được rồi, em và con sẽ qua phòng Thiên Phúc. Như vậy sẽ tiện cho em hơn. Thôi em vô phòng nghỉ đi. Cậu, mợ thương lại khóc nữa rồi. Tôi thương đang không vui. Chắc cậu mợ chưa ăn uống gì hết phải không? Tôi xuống tôi dọn cơm lên cho cậu mợ ăn nha. Thôi, để tôi thương nằm nghỉ một chút. Dì pha giùm tôi một chai sữa cho Thiên Ân. Dạ. Mẹ con đang buồn đó. Con không được quấy rầy mẹ nghe không? Ba đã nhờ dì Sen á pha cho con chai sữa rồi đó. Nghe. Cha cha cha.
Trời ơi, trời, ai lục đồ tùm lum vậy? Ai lục đồ của tao? Lấy mất tiêu cái đồng hồ rồi. Tiền tao mới lấy lương, ai lấy mất tiêu? Ai chơi kỳ trời? Cái quần jean của tao mới mua, bây giờ cũng mất luôn rồi. Điều này á, phải lên nói với ông bà chủ mới được. Đúng rồi đó, khoan đã, khoan đã. Để mình rình mình coi coi đứa nào lén phén vô đây, rồi bắt quả tang rồi mới tính. Bắt dính đến nợ ăn cắp, quýnh cho nó một trận như tao. Đúng rồi đó. Tiền tao mới lấy lương. Con ăn đi. Dạo này á, bà thấy con ốm yếu lắm đó. Ăn đi con. Bà nghe chị Sen nói á, thằng Bảo Long á đưa Tệ Thương với Thiên Ân về trển rồi. Con tranh thủ về Sài Gòn coi sao. Ông ơi, tôi thấy ông á hơi hiền trong chuyện này đó. Gặp tôi là ông á hả, tôi sẽ dành thằng cháu nội của mình về. Còn đứa nào á muốn đi đâu thì đi đi. Bà nói gì kỳ vậy má? Thiên Ân là do Tuệ Thương sinh ra, cổ có quyền quyết định mọi thứ. Má đừng có làm như vậy. Nhưng Thiên Ân á cũng là máu mủ, ruột rà của con, mà là cháu đức tôn của má. Tại sao trước kia má không nhìn nhận mẹ con Tuệ Thương, sao bây giờ lại tranh giành? Má đừng làm bộ chuyện rối tung lên nữa được không? Để Tuệ Thương lựa chọn con đường của mình đi. Không lẽ con không sót thằng Thiên Ân sao? Nếu Tuệ Thương chọn anh Long, con sẽ tôn trọng quyết định của cổ. Bởi vì suy cho cùng, anh Long cũng là người cha tốt của Thiên Ân. Má đã nói rồi, không được. Con dâu á thì má không cần, nhưng mà cháu nội á nhất định má phải cần nó. Má vừa phải thôi, đừng ép người ta quá đáng. Con nhắc lại một lần nữa, bi kịch này là do chính một tay má tạo ra. Giờ má hãy dừng lại mọi hành động đi. Chẳng lẽ tình yêu đối với mình là một món xa xỉ? Chẳng lẽ mình không thể nào quên được người ta? Chẳng lẽ trọn cả đời này mình không thể có hạnh phúc lứa đôi? Anh rất hạnh phúc bên vợ con của anh. Có khi nào anh nghĩ những tháng ngày dài đằng đẵng trôi qua vẫn có một người con gái yêu anh từng khoảnh khắc, yêu anh trong hai điều mâu thuẫn, hy vọng và vô vọng. Anh Long, ước gì thời gian quay trở lại, để đêm đêm trong các buổi trực em sẽ cùng anh đứng tại hành lang này ngắm trăng sao hoặc nhâm nhi ly cà phê nóng. Xa xôi quá rồi phải không anh?
Sao em thức sớm vậy? Sắp tới em phải đi làm nên giờ em phải dậy sớm cho quen. Cái nhà này không nuôi nổi em sao mà em phải tính đi làm? Anh nói gì kỳ vậy? Em chỉ muốn sống tự lập thôi. Em đừng có như vậy Tuệ Thương à. Em không cần ai nuôi, nhưng Thiên Ân phải cần có mẹ chăm sóc cho nó. Chuyện đó anh không cần phải lo nữa. Em đã nói với dì Sen ở nhà chăm sóc cho Thiên Ân rồi. Em tạo ra hình phạt này cho anh và Thiên Phúc nữa chứ gì? Ý của em không phải như vậy. Tại sao em quá cố chấp vậy hả? Nếu Thiên Phúc biết được chuyện này, nó sẽ không hài lòng đâu. Một tiếng Thiên Phúc, hai tiếng Thiên Phúc, vậy chứ có bao giờ anh em của anh nghĩ tới cảm giác của em hay không? Nếu như chị dâu không quá khắt khe với em thì có lẽ em cũng đã quay trở lại bên đó sống rồi. Cô có còn là người đấy không hả? Không là người chứ là cái gì? Tôi thật sai lầm khi cưu mang cô. Cô không còn chút tình người nào hết á. Sao tự nhiên khi không vô đây chửi tôi? Cô vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sao? Tiền cô đang cầm trên tay ở đâu ra? Này hả? Của người ta cho tôi. Vậy cũng hỏi. Lúc trước cô ăn cắp tiền của công nhân, tôi biết, nhưng tôi không nói ra mà âm thầm đền bù cho người ta. Còn bây giờ thật kinh khủng, cô đã dụ dỗ anh Viễn đưa tiền cho cô. Cô có biết cô đã hại chết con trai người ta không? Có cái gì to tát đâu mà anh làm gì la lối dữ vậy? Con người mà, tôi chỉ cho hắn biết thế nào là sự sung sướng thôi. Nhưng cô đang mang mầm mống si đa trong người, cô cho anh Viễn quan hệ như vậy là giết người ta đó. Ai biểu hắn thích của lạ làm gì thì ráng mà chịu. Anh Viễn. Dạ. Tôi cần nói chuyện với anh. Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi. Anh tới đây. Lại đây nói chuyện nè. Dạ, cậu có chuyện gì cần sai tôi sao? Nè, tôi đã biết chuyện của anh và Thúy Ngọc rồi. Vậy hả cậu? Có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Anh nói vậy là sao? Tôi thấy anh có vẻ bình thường lắm đó nha. Thì thú thật với cậu là chủ nhật tuần này tụi tôi tính ra chợ thị xã mua đồ cưới. Chú Tư cũng biết chuyện này. Chú Tư không có đồng ý, nhưng tôi thương cô Thúy Ngọc cho nên là tôi quyết định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Sao hôm nay lại mò tới đây vậy cưng? Tới chơi không được hả? Chuyện lạ, nhưng dĩ nhiên là được chứ. Nếu như mà cưng có cái này.
Như đây á, đủ cho mày chơi cả tuần không? Ừ. Liệu mà xài đó, phung phí quá, tao không có khả năng cung cấp đâu. Có phi vụ là bạn mới phải không cưng? Có thuốc cho phê trước đi, nó nhiều quá. Hử? Diễn gì? Nè, phê đi. Ưu tiên cho cưng phê trước đó. Quỷ này cũng giỏi kiếm tiền đấy chứ. Có đủ người tổ chức một cuộc đánh cướp không? Cướp à? Cướp cái gì? Ở đâu? Tất nhiên là cái trang trại giàu kết xù của thằng Thiên Phúc đó rồi. Người thì đủ, nhưng đường đi nước bước của trang trại thì phải cần có sơ đồ. Sơ đồ là mẹ gì? Cứ cho người tới đó đi, mọi chuyện còn lại để tao lo. Ok, vậy cưng về lo mọi chuyện đi. Có gì liên lạc bằng điện thoại để khỏi bị lộ nghe cưng. Điện thoại. Hợp tác vui vẻ nha cưng. Trong con tim nghe đâu đây tiếng anh khóc than oán hờn, trong cô đơn con tim đau cuộc tình vội vã ra đi, thì vẫn thế trái ngang vây quanh đi tìm ánh sáng tình yêu, nhưng con tim vẫn thiết tha yêu trong nỗi cô đơn. Nồng ấm ánh mắt thay lời nói sáng bay bao niềm tin tràn hòa, hạnh phúc sẽ đến khi tình yêu có bao giờ toàn tình với trái tim vị tha. Vì điều thiêng liêng ấy giữa bao dòng tình người vẫn thế, trái tim yêu chân thành.